Báo Đời Sống và Pháp Luật đưa tin Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết nhóm tác chiến phía Bắc thuộc lực lượng vũ trang nước này trong ngày qua đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của lực lượng Ukraine hướng tới các khu định cư Dariino, Nikolajevo-Dariino và novo Vanoka thuộc vùng biên giới Kursk. Các đơn vị của nhóm chiến đấu này đồng thời cũng tiếp tục hoạt động tấn công, đánh bại các đội hình của quân đội Ukraine ở các khu vực định cư Dariino, Leonidovo, Malaya Loknia, Nikolajevo Dariino và Novoi Máy bay chiến thuật và pháo binh Nga tấn công vào các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kurs. Lực lượng tên lửa và máy bay chiến thuật Nga tấn công vào các khu vực tập trung và khu dự trữ của Ukraine ở vùng Sumy chiến dịch tiêu diệt lực lượng Ukraine vẫn đang diễn ra. Trong ngày qua, Ukraine được cho là đã mất hơn 300 quân, một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép chở quân, 8 xe chiến đấu bọc thép, 3 khẩu pháo và 6 xe cơ giới. Ngoài ra còn có 5 quân nhân Ukraine đầu hàng như tù binh chiến tranh. Theo thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở vùng Kursk, Ukraine đã mất hơn 31.390 quân, 195 xe tăng, 127 xe chiến đấu bộ binh, 109 xe bọc thép chở quân, 1.110 xe chiến đấu bọc thép, 850 xe cơ giới, 265 khẩu pháo và 40 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky đã đến thăm các đơn vị Ukraine được triển khai tới mặt trận Kurs. Tại đây, ông đã thảo luận với các chỉ huy địa phương về các hoạt động chiến đấu và cách nhắm mục tiêu tốt hơn vào lực lượng Nga. Ông Sisky cho hay, tôi đã làm việc với các đơn vị và tiểu đơn vị đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu trên mặt trận Kurs. Tầm quan trọng của khu vực hoạt động này không thể bị đánh giá thấp khi xét đến số lượng quân nhân được Nga triển khai ở đó. Theo ông Sisky, lực lượng Nga đang cố gắng đẩy lùi lực lượng phòng thủ Ukraine ra vùng Kurs và tiến vào lãnh thổ hiện do họ kiểm soát. Vì vậy, chuyến thăm của ông nhằm mục đích giúp các chỉ huy lập kế hoạch tác chiến, cải thiện hiệu quả tấn công, đồng thời giải quyết các vấn đề về cung ứng và huấn luyện. Tuyên bố trên được ông Sisky đưa ra sau khi New York Times đưa tin Nga tập hợp lực lượng gồm 50.000 binh sĩ trong khu vực giáp biên giới với Ukraine nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn để giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát vùng Kursk. Theo Business Insider, các cuộc tấn công này bao gồm 36 mẫu tên lửa và máy bay không người lái khác nhau, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình KH-59 và máy bay không người lái cảm tử Shahed do Iran sản xuất. Các con số này không bao gồm nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhỏ. Nhưng vũ khí này không chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự. Trong số các tòa nhà bị phá hủy ở xa tiền tuyến, có bệnh viện, khu trung cư và một học viện quân sự đầy học viên. Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, các cuộc tấn công của Nga đã trở nên dữ dội hơn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 4 năm 2023, 117 tên lửa đã được bắn vào Ukraine. Vào tháng 8 năm 2024, con số đó tăng lên gấp 10 lần, lên 1.110 tên lửa. Theo CSIS, cuộc ném bom không ngừng này đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Ukraine, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã làm mất đi 2 phần 3 công suất phát điện của đất nước, làm suy yếu hoạt động sản xuất và khiến nhiều người dân Ukraine run rẩy trong cái lạnh mùa đông. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về cường độ các cuộc tấn công của Nga dường như thay đổi tùy theo các ưu tiên của Moscow. Tháng 4 năm 2023, chứng kiến trung bình chỉ có 10 tên lửa mỗi ngày. Vào tháng 8 năm 2024, con số đó tăng vọt lên 35 tên lửa mỗi ngày có 17 ngày trong giai đoạn nghiên cứu khi các vụ phóng tên lửa vượt quá 82 tên lửa trong một ngày, CSIS cho biết. Những ngày phóng cường độ cao này tương ứng với các hoạt động quân sự cụ thể, các cuộc tấn công chiến lược hoặc phản ứng với các diễn biến quan trọng trên chiến trường, phản ánh những khoảnh khắc cường độ xung đột gia tăng. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, các cuộc tấn công bằng tên lửa hàng ngày đã tăng từ mức trung bình 22 lần mỗi ngày lên 33 lần. Mặc dù cao, nhưng mức độ này có thể nhỏ hơn những gì các cuộc không kích của Israel vào Gaza và các loạt đạn của Iran nhắm vào Israel, CSIS cho biết. Từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, có từ 26 đến 29 tên lửa mỗi ngày. Những mức cao liên tục này tương ứng với động thái của Nga nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine như một biện pháp gây sức ép buộc Kiev chấm dứt xung đột, CSIS cho biết. Tháng 8 năm 2024 là tháng hoạt động tích cực nhất trong nghiên cứu, với trung bình 36 tên lửa mỗi ngày, tổng cộng 1.110 tên lửa. Tuy nhiên, tháng 9 năm 2024 chỉ có 12 tên lửa mỗi ngày, cho thấy sự tạm lắng trong các hoạt động tên lửa liên quan đến kho dự trữ thấp hoặc các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. CSIS cho biết, nếu có tin tốt nào ở đây thì đó là Ukraine đã đạt được thành công đáng ngạc nhiên trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga khi nước này được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng không của phương Tây như Patriot và NASAMS. Tỷ lệ đánh chặn trung bình hàng ngày là gần 84%. Những con số này cho thấy một số yếu tố chính, CSIS kết luận. Một là tầm quan trọng của các đồng minh của Nga trong việc bổ sung kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái của nước này. CSIS nhận xét, Việc duy trì trung bình hơn 23 tên lửa được phóng mỗi ngày trong gần 2 năm cho thấy năng lực quân sự bền vững ở mức cao tại Moscow và sự hỗ trợ hậu cần từ các quốc gia như Iran, Triều Tiên và Trung Quốc. Mỹ và các đối tác của mình cần phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế khả năng bổ sung kho vũ khí của Nga. Thành công của Ukraine trong việc đánh chặn tên lửa Nga cho thấy sự kết hợp giữa hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp và do Nga thiết kế có thể cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa hiệu quả. Việc duy trì tỷ lệ đánh chặn này ở mức cao sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục của phương Tây dành cho Ukraine, CSIS cho biết. Gần đây, Ukraine đã chuyển sang tấn công các kho đạn dược của Nga nhằm mục đích làm giảm lợi thế hỏa lực của Nga. CSIS cho biết, Ukraine cần sự linh hoạt để tấn công nhiều địa điểm phóng tên lửa sâu bên trong nước Nga nhằm giảm bớt sức mạnh hỏa lực của Moscow. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A, Sean để phá hủy một cứ điểm của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng nga cho biết và đăng tải một video có liên quan. Phi hành đoàn của hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Sharspek thuộc nhóm tác chiến phía bắc của nga đã tấn công vào cứ điểm của quân đội ukraine bằng đạn nhiệt áp, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của đối phương. TOS-1A Sharspek hỗ trợ hỏa lực trực tiếp để bổ sung cho xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh trên chiến trường. TOS-1A sử dụng đạn nhiệt áp 220 mm tạo ra vụ nổ cực lớn khi đạn chạm mục tiêu. Nga thường xuyên sử dụng TOS-1A nhằm tạo hỏa lực áp đảo, qua đó chế áp hoạt động tác chiến của binh sĩ Ukraine. Binh sĩ Ukraine từng mô tả TOS-1A Shantsevich-O là một vũ khí đáng gờm. So với các hệ thống tương tự khác, TOS-1A Shantsevich có tầm bắn ngắn hơn tuy nhiên do đây là vũ khí nhiệt áp và có khả năng phóng loạt nên TOS-1A Sepio có khả năng cơ động lớn liên quan đến tình hình trên toàn chiến tuyến bộ quốc phòng nga cho biết trong một báo cáo hôm 10 tháng 11 cho hay các đơn vị từ nhóm tác chiến trung tâm của nước này đã giành quyền kiểm soát khu vực Vozhenka thuộc tỉnh Donetsk nhóm tác chiến phía tây đã gây thương vong cho sáu lữ đoàn ukraine ở Kharkov và Donetsk trong ngày qua tiêu diệt khoảng 490 binh sĩ ngoài ra ukraine còn mất hai xe chiến đấu bọc thép ba xe bán tải 2 khẩu pháo do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo D-30, một hệ thống tác chiến điện tử Anclav N và ba kho đạn dược giã chiến. Nhóm tác chiến phía Nam đã tấn công 5 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk, khiến đối phương thiệt hại một xe bọc thép chở quân M-113 do Mỹ sản xuất, một xe chiến đấu bọc thép Kozak, bốn xe cơ giới, một pháo tự hành Gvozdika, một pháo D-30, ba pháo do Mỹ cung cấp và ba kho đạn. Ukraine cũng chịu thương vong 100 quân nhân, mất 4 xe cơ giới, một tổ hợp pháo tự hành Bordana, hai khẩu lựu pháo do Mỹ cung cấp, ba khẩu lựu pháo D30 và một kho đạn trong khu vực của nhóm tác chiến phía Bắc và Donetsk của Nga chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Ukraine chịu khoảng 105 thương vong trong khu vực do nhóm tác chiến phía đông của Nga phụ trách ở Donetsk và Zaporozhye. Lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của Ukraine, khiến đối phương mất một xe chiến đấu bọc thép Kozak, 5 xe cơ giới, một bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và hai pháo tự hành Krab do Ba Lan cung cấp. Thông tin từ báo Tiền Phong, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và khuyên ông không nên leo thang chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một nguồn thạo tin cho biết hôm 10 tháng 11, khi Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch thúc giục ông Trump không từ bỏ Kyiv. Theo nguồn tin, ông Trump và ông Putin đã điện đàm trong những ngày gần đây. Trước đó, ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ tư, ngày 6 tháng 11. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích quy mô, hỗ trợ tài chính và quân sự của Washington cho Kiev, cam kết sẽ chấm dứt xung đột nhanh chóng, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Bộ Ngoại giao Ukraine vào ngày 10 tháng 11 cho biết nước này không được thông báo trước về cuộc gọi giữa ông Trump và ông Putin. Stephen Cheung, giám đốc truyền thông của ông Trump nói, chúng tôi không bình luận về cuộc gọi riêng giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác. Đại sứ quán Nga tại Washington cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Ông Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2025 sau khi đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Biden đã mời ông Trump đến phòng bầu dục vào ngày 13 tháng 11 theo Nhà Trắng. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, thông điệp hàng đầu của ông Biden là cam kết bảo đảm truyền giao quyền lực một cách hòa bình. Ông cũng sẽ nói chuyện với ông Trump về những gì đang diễn ra ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. Ông Sullivan nói trên chương trình Face the Nation của CBS News, Tổng thống Biden sẽ có 70 ngày tới để thuyết phục quốc hội và chính quyền sắp tới rằng Mỹ không nên rời xa Ukraine. Rằng việc rời xa Ukraine sẽ đồng nghĩa với việc có thêm bất ổn ở châu Âu bình luận của ông Sullivan được đưa ra khi Ukraine tấn công Moscow hôm 10 tháng 11 bằng ít nhất 34 máy bay không người lái. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Theo tạp chí điện tử Người đưa tin, ngày 10 tháng 11, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV lớn nhất vào thủ đô của Liên bang Nga hàng chục máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên đường đến Moscow và các khu vực khác của Nga. Chính quyền Kiev dường như đã phát động một nỗ lực khác để leo thang xung đột trong bối cảnh các thông tin đang diễn ra về các cuộc đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã thất bại. Ngay sau đó, quân đội Nga đã lập tức đáp trả bằng một cuộc tấn công không người lái và tên lửa vào vùng hậu phương của Ukraine. Cuộc tấn công mà Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng ở hậu phương của Ukraine vào đêm ngày 10 tháng 11 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng ít nhất 145 máy bay không người lái. Chúng bao gồm máy bay không người lái cảm tử Gedan và các máy bay không người lái không xác định khác. Lực lượng phòng không Ukraine đã không thể đánh chặn được hơn một nửa trong số chúng. Theo báo cáo buổi sáng của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối ngày thứ Bảy và kết thúc vào 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật. Các cuộc tấn công được tiến hành theo nhiều đợt từ bốn hướng khác nhau. Trong đêm, lực lượng Ukraine chỉ bắn hạ được 62 máy bay không người lái của Nga. Vào ban đêm, một loạt các vụ nổ vang dền đã được ghi nhận ở các vùng Kiev, Odessa, Tivni, Kharkiv, Sumy, Zhytomyr, Chernihiv, Mykolaiv cũng như ở Mykorod và saro konstantinov các mục tiêu bị tấn công đã được công khai nhưng kết quả chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố quân đội ukraine đã thừa nhận một số thiệt hại nặng nề do các cuộc không kích của nga ở khu vực phía nam odessa mục tiêu của quân đội nga là các cơ sở quân sự cơ sở hạ tầng cảng mà quân đội ukraine và nato sử dụng để chuyển thiết bị quân sự của phương tây đến ukraine theo báo cáo sơ bộ của các nhà quan sát quân sự Ukraine, Odessa là mục tiêu của khoảng một chục máy bay không người lái gây đàn. Chúng tiếp cận thành phố từ hướng Nam, một trong số chúng đã tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng. Những chiếc khác nhắm vào các cơ sở trong khu công nghiệp của thành phố, nơi quân đội Ukraine đang lưu trữ vũ khí và thiết bị quân sự từ NATO. Một làn sóng tấn công khác cũng đã được quân đội Nga nhằm vào phía đông, thành phố Kharkiv. Đây là nơi tập trung một lượng lớn quân và khí tài của Ukraine cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các mục tiêu quân sự ở thành phố. Theo các báo cáo địa phương, lực lượng phòng không của Ukraine bị cấm lãng phí tên lửa phòng không khan hiếm để tiêu diệt các máy bay không người lái của Nga bay ở độ cao thấp. Quân đội Ukraine buộc phải sử dụng các nhóm cơ động đặc biệt trên các xe có súng máy và gây pad ADS để ngăn chặn các máy bay không người lái ở tầm gần những năm trước của cuộc xung đột quân đội nga có ý định làm suy yếu hệ thống phòng không của ukraine bằng các cuộc tấn công liên tục của máy bay không người lái cảm từ kedan và máy bay không người lái mồi rẻ tiền hơn vào cuối mùa thu và đầu mùa đông quân đội nga cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào các vị trí quân sự của ukraine Thông tin từ báo Dân trí New York Times ngày 10 tháng 11 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho rằng khoảng 50.000 binh sĩ Nga và Triều Tiên sẽ tham gia cuộc phản công quy mô lớn ở vùng biên giới Kurs trong những ngày tới. Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các vị trí của Ukraine ở Kurs và triển khai pháo binh nhưng chưa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Giới chức Ukraine dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn có sự tham gia của lực lượng quân sự Triều Tiên trong vài ngày tới quân đội Triều Tiên được cho là đang tham gia huấn luyện với lực lượng Nga ở phía tây tỉnh Kursk. Theo một chỉ huy Ukraine, lính Triều Tiên không chỉ tham gia các hoạt động chiến đấu trực tiếp ở Kursk mà còn các hoạt động phòng thủ ở khu vực Benkodot của Nga. Vị chỉ huy Ukraine nói và cho biết thêm, trong lực lượng đó có cả các tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp. Hầu hết các nhiệm vụ của lính Triều Tiên được xác định là phòng thủ thứ cấp, riêng ở khu vực Kursk là hoạt động chiến đấu trực tiếp. Nhóm này sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine trong thời gian tới. Ông phân tích quân đội Triều Tiên là một nguồn lực quan trọng với Nga hiện nay vì ngay cả những lực lượng được triển khai phòng thủ cũng sẽ giúp Nga dành nguồn lực cho hoạt động tấn công ở những nơi khác. Theo New York Times, một số quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã trở nên bi quan hơn về triển vọng chung của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Nga đang dần giành được vị thế ở Carpathians và miền đông Ukraine. Các quan chức cho biết những thất bại này một phần là kết quả của việc Ukraine không giải quyết được vấn đề thiếu quân. Một quan chức phương Tây lập luận, chiến dịch tấn công tỉnh Kursk hồi tháng 8 đã làm suy yếu lực lượng của Kiev trên khắp chiến trường miền Đông, khiến quân đội Ukraine dễ bị tổn thương trước những cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, quan chức này cũng như một số quan chức Mỹ khác cho biết Ukraine vẫn có hệ thống phòng thủ vững chắc ở Kursk và có thể giữ được quyền kiểm soát khu vực mà họ đang nắm giữ thêm một thời gian nữa. Ukraine và phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã gửi 10.000 đến 13.000 quân đến Nga, trong đó phần lớn lực lượng này đang được triển khai ở Kursk. Theo giới chức Ukraine, Moscow đã cung cấp cho quân đội Triều Tiên súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng và súng phóng lựu, phóng tên lửa. Nga được cho là cũng huấn luyện lính Triều Tiên cách bắn pháo binh, chiến thuật bộ binh cơ bản và quan trọng nhất là nhắm vào chiến hào đối phương. Điều này cho thấy rằng ít nhất một số lực lượng Triều Tiên sẽ tham gia vào các cuộc tấn công trực diện vào hệ thống phòng thủ kiên cố của lực lượng Ukraine. Một quan chức Ukraine cho biết, quân đội Triều Tiên được chia thành hai nhóm, gồm nhóm tấn công và nhóm hỗ trợ, sẽ giúp bảo vệ lãnh thổ mà Nga giành lại từ lực lượng Ukraine. Theo nguồn tin của New York Times, quân Triều Tiên sẽ chiến đấu như bộ binh hạng nhẹ, không sử dụng xe bọc thép. Nga và Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên. Thông tin từ Vietnamnet, Nga và Ukraine đã tấn công nhau với số lượng máy bay không người lái UAV kỷ lục kể từ đầu cuộc xung đột. Các cuộc tấn công diễn ra vào đêm ngày 9 tháng 11, dạng sáng ngày 10 tháng 11. Nga đã phóng tổng số 145 chiếc máy bay không người lái, nhiều nhất từ trước tới nay trong một cuộc tấn công ban đêm. Ukraine cũng triển khai số lượng UAV nhiều chưa từng có về phía thủ đô Nga cùng thời điểm. Hãng TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV của Ukraine đã tấn công 6 khu vực của nước này, khiến hai sân bay ở đông nam Moscow phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn trong khi đó hãng CNN dẫn lời tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 10 tháng 11 đêm qua Nga đã phóng 114 máy bay không người lái tấn công các loại vào Ukraine trong số những UAV nga sử dụng có loại máy bay không người lái tấn công một chiều giá rẻ Sahit UAV có đường bay được lập trình nó được phóng và tự bay vào khu vực mục tiêu Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, trong tuần qua, Nga đã dùng hơn 800 quả bom dẫn đường, thực hiện 600 vụ tấn công bằng UAV và gần 20 tên lửa đủ loại. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, đêm ngày 9 tháng 11, Nga tấn công nước này bằng lượng UAV kỷ lục. Tới 9 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 11, hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ 62 UAV, 67 UAV bị mất định vị tại các khu vực khác nhau của Ukraine. 10 UAV đã rời không phận Ukraine theo hướng Moldova, Belarus và Nga. Về phần mình, Ukraine cũng mở cuộc tấn công lớn chưa từng có vào Moscow kể từ đầu cuộc xung đột làm gián đoạn các chuyến bay tại hai sân bay ở thủ đô Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng có 34 máy bay không người lái của Ukraine đã được phóng về hướng Moscow. Lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tất cả các máy bay không người lái trên vùng Moscow trong khoảng thời gian từ 7 giờ tới 10 giờ sáng ngày Chủ nhật. Các mảnh vỡ từ UAV rơi xuống khiến hai ngôi nhà ở Ramenskoye bốc cháy. Một phụ nữ 52 tuổi bị thương do mảnh vỡ rơi trúng đã được đưa đến bệnh viện với các vết bỏng ở mặt, cổ và tay. Thống đốc vùng Moscow Vorobyov cho biết. Thông tin từ báo giao thông, ngày 10 tháng 11, Nga tuyên bố phá hủy ít nhất 32 máy bay không người lái của Ukraine tấn công vùng Moscow, nơi cư trú của hơn 21 triệu người dân. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Nga đánh giá đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện, nhằm vào khu vực thủ đô Moscow của Nga. Thị trưởng thành phố Moscow, Sergei Sobyanin cho biết, máy bay không người lái đã bị lực lượng Nga đánh chặn tại các thành phố Ramenskoye và Kolomensky thuộc vùng Moscow, cũng như tại thành phố Domodedovo, phía tây nam Moscow. Những địa phương này cách trung tâm thủ đô Moscow khoảng 40 km, và vùng Moscow là đơn vị hành chính nằm bao quanh thủ đô Moscow. Thị trưởng Moscow nói thêm và tuyên bố phía Nga đã phá hủy ít nhất 32 UAV. Theo thông tin sở bộ, chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong tại địa điểm xuất hiện mảnh vỡ UAV. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Theo thông tin từ truyền hình RT Nga, tại thành phố Ramenskoye, một UAV rơi xuống làng Stanovoye, làm cháy hai ngôi nhà một phụ nữ 52 tuổi bị thương do mảnh vũ khí găm trúng và phải nhập viện vì bỏng trên mặt, cổ và cánh tay. Để đảm bảo an toàn hoạt động hàng không dân dụng, cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga buộc phải đóng cửa tạm thời hai sân bay quốc tế lớn, bao gồm sân bay Domodedovo và Zhukovo kể từ 5 giờ 30 giờ GMT, tức 12 giờ 30 ngày 10 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ hạn chế đối với hoạt động hàng không dân dụng sẽ kéo dài trong bao lâu. Cũng trong dạng sáng ngày 10 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, lực lượng phòng không đã bắn hạ 23 máy bay không người lái UAV của Ukraine. Tại các địa phương khác, bao gồm 17 chiếc tại tỉnh Bryansk, 3 chiếc tại tỉnh Rostov, 2 chiếc tại tỉnh Belgorod và 1 chiếc tại tỉnh Kursk. Một số tòa nhà không có người ở tại tỉnh Bryansk và tỉnh Kaluga, sát Bryansk, đã bốc cháy, nghi do bị máy bay không người lái tấn công. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.